Em xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả các cô chú, anh chị và các bạn, những người đang xem video. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục có mặt trên một cái ngọn núi cũng thấp thấp vừa phải thôi, nhưng mà có một cái địa hình rất là dốc và nhiều khe rãnh chia cắt. Thì mình cũng vừa đi lên từ dưới chân núi và qua những cái khe vách như phía sau các bạn đang được thấy này, thì đến cái chỗ này, đang ngồi ở một cái khu vực mà có một cái bụi kiếm từ xa mình đã ngửi được mùi thơm rồi, bởi vì là nó nở rất là nhiều hoa đấy. Và cái bụi kiếm này thì mặt hoa của nó cũng hoa mắm nhưng mà cũng khá là ấn tượng, và mình sẽ làm cái video này để chia sẻ cho các bạn cái khoảnh khắc mình gặp gỡ được một cái bụi lan kiếm rất là tuyệt vời ở trên lưng chừng cái ngọn núi này các bạn nhé. Ở đây là một cái ngọn núi mà nó rời hẳn ra, bên trong này là một cái dãy núi này các bạn này, và ở giữa này thì nó là một cái khe rất là rộng. Ở đây thì có một cái ngọn núi một ở đây. Một cái ngọn núi một thì thường là nó sẽ có một cái địa hình bị bào mòn chia cắt rất là nhiều, và với cái địa hình đó thì sẽ hay có những cái bụi lan kiếm. Và ở đây thì mình đang ngồi trước một cái bụi lan kiếm mọc ở trên đỉnh cái vách đá các bạn nhé, mọc trên đỉnh cái vách đá và lẫn lộn với những cái gốc cây phát tài núi ở đây. Bụi này thì cũng tương đối là to đấy các bạn ạ, nhưng mà nó mọc lưa thưa thôi, nó không mọc dày đấy. Và ở đây thì đang rất là nhiều hoa các bạn, một cái mặt hoa màu hồng các bạn nhé, một cái mặt hoa màu hồng cũng khá là ấn tượng đấy, một sắc hồng rực rỡ luôn. Cái cánh của nó thì nó thường thì nó bộ đối với những cái mặt hoa lưu hội bình thường thì cái cánh của nó sẽ có những cái kẻ, nó sẽ có những cái kẻ, còn cái này thì nó bị loang thành một cái màu hồng chấm chấm, những cái chấm rất là nhỏ mờ màu hồng. Nói chung là một cái sắc hồng rực rỡ luôn. Đây là những cái ngồng hoa mà nó đã nở hết đấy, nở hết từ cái bông ngọn này các bạn này, bông ngọn bông gốc. Là tổng thể là ở đây là mọi người sẽ được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của một cái ngồng hoa lan kiếm, một cái ngồng hoa lan kiếm có cái màu hồng các bạn nhé. Cái phần là những cái bông về gốc thì nó sẽ phần cánh của nó sẽ loang cái màu trắng nhiều hơn, còn ra dần đến ngọn thì nó là một cái sắc hồng, một bông kiếm hồng cũng khá là đẹp của cái dòng lan kiếm lô hộ. Ở đây không chỉ có một chùm hoa mà mình thấy có rất là nhiều chùm hoa nó buông xuống dưới vách đá này. Lan kiếm thì hoa của nó tuyệt vời lắm, hoa rất dài, ngồng hoa rất là dài các bạn ạ, rất là dài và rất là sai bông đấy, rất là nhiều bông này các bạn ạ, một cái màu hồng rất là đẹp. Hoa lan kiếm thì rất là thơm, rất là dễ trồng các bạn ạ. Đây là một cái chùm mà nó mới nở, nó chưa nở hết ra những cái bông ngọn, nó chỉ nở cái phần gốc thôi. Đấy, rất là nhiều nụ nữa. Chơi lan kiếm thì có thể được ngắm cái những cái chùm hoa nó nở qua rất là nhiều những cái giai đoạn, từ những cái bông gốc đến những cái bông ngọn. Và một cái bụi lan kiếm nếu mà mọi người đã trồng thành một cái chậu lan kiếm to thì có thể là mọi người sẽ được ngắm hoa đến 3 đợt các bạn nhé. Trong một năm thì nó có thể nở 3 đợt hoa. Thì đợt đầu tiên thì nó cũng sẽ lưa thưa một vài chùm, rồi đến đợt thứ hai là đợt rộ nhất. Là như thời điểm mình đang quay video là bắt đầu vào cái đợt hoa lan kiếm nở rộ. Hết cái đợt này thì sau khoảng thời gian khoảng 1 tháng thì phải 1-2 tháng nữa, thì tầm đó thì lại có thể bắt gặp được những cái bụi lan kiếm nào nó to nó khỏe thì có thể nó sẽ lại ra thêm một đợt hoa nữa. Đấy, lan kiếm lô hộ thì nó có nhiều đợt hoa. Và như mình đi rừng này thì không phải lúc nào cũng gặp hoa đâu các bạn ạ. Đi vào đúng mùa thì tỷ lệ gặp sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên là cũng có những bụi là nó không có hoa, nên mình phải đi lại lại nhiều lần thì mới có thể gặp gỡ được cái thời điểm nó ra hoa, để có thể chọn lọc được cái mặt hoa đẹp lấy về cho mọi người sưu tầm, và cũng là để mình cũng lấy về để nhân giống sưu tầm nữa. Đối với những cái mặt hoa lan kiếm lô hội mà nó có cái màu trung bình như thế này thì mình vẫn lấy về chia sẻ cho mọi người nhé. Với giá những cái mặt hoa như thế này là chỉ 50.000 một tép thôi, là phù hợp với cái công sức của mình và cái may mắn của mình đã tìm được, cũng phù hợp với cái giá trị, nó cũng phù hợp với túi tiền của mọi người lấy về. Chủ yếu là những anh chị em cô chú là mình lấy về trồng để sưu tầm ấy. Những cái loại này thì không phải là lan kiếm đột biến, cho nên là
giá nó cũng sẽ không mắc như vậy các bạn ạ. Đối với cái dòng lô hội thì mình cũng nói nhiều rồi, tức là cũng có những cái mặt bông rất là đặc sắc, những cái mặt bông kiếm semi rất là đặc sắc, nhưng mà giá trị của nó thì rất là bình thường thôi. Sẽ kiếm semi của lô hội thì giá cao lắm cũng khoảng mấy triệu một tép, hình như là không có bông nào đắt đến khoảng 10 triệu một tép đâu, chỉ khoảng mấy triệu một tép. Đó là những cái bông kiếm semi rất là quý hiếm, rất là đẹp. Còn những cái bông kiếm thông thường như thế này thì giá của nó cũng rất là bình dân, và không hề có chuyện là lan đột biến là phải giá tiền tỷ các bạn nhé. Mình thấy có những bạn bình luận là cứ lan đột biến rồi lan tiền tỷ nọ kia rồi là đấy. Hôm trước mình cũng nói có bạn thì vào video của mình chế diễu, mình thấy mình lấy được lan đột biến kiếm semi chẳng hạn, em bảo ôi cái chậu này chắc vài tỷ, các bạn nhiều tiền quá. Tiền của mình thì rất là ít và cũng rất là nhiều, các cô chú anh chị cũng vậy thôi. Mình chỉ sưu tầm những cái gì mà nó phù hợp với cái túi tiền của mình thôi, cái để làm đẹp cái không gian sống, chứ không phải là đua đòi theo những cái phong trào sống ảo các bạn ạ. Những cái giá trị ảo nó không thực tế. Đây là một cái chùm hoa khác ở bên dưới này, cũng làm cái cánh hồng đó, nhưng mà cái này thì nó nhạt nhạt hơn một chút các bạn. Một cái mặt hoa cũng tương đối là đặc sắc, và cái thang màu của nó cũng rất là đặc biệt, một cái thang màu hồng. Đấy, ở đây ra rất là nhiều cái chùm hoa. Đúng cái thời điểm mà nó rộ hoa, và một cái bụi kiếm to thì nó sẽ ra được nhiều ngầu hoa hơn là những cái bụi kiếm nhỏ còn có những cái nụ nữa các bạn ạ. Đó, một cái mặt hoa màu hồng rất là đẹp, và mình sẽ lấy về để chia sẻ cho các cô chú anh chị và các bạn, những người có cùng đam mê sưu tầm được những cái giống lan kiếm, những cái mặt hoa lan kiếm lô hội nó có cái sắc màu nó ấn tượng hơn. Đây là nó mọc treo leo hoàn toàn ở ngoài vách đá luôn các bạn. Phần này là nó nhô ra khỏi vách đá này. Đây là một cái chùm hoa, đảm bảo là nó là sẽ là một cái màu hoa ổn định rồi. Vì là mình nhìn thấy đi quanh cái bụi kiếm này thì những cái màu hoa của nó không có sự khác biệt quá nhiều, cơ bản là nó là một cái màu hồng. Bên dưới này là cái vách đá này, nhưng mà có vẻ là có thể đi xuống được. Còn là lá han như vậy. Ở đây mình còn thấy có một cái cây lan hội đồng nữa này các bạn này. Đây còn có một cái cây lan hội đồng nó mọc bên dưới bụi kiếm này. Một cái cây lan hội đồng rất là to mà nhìn nó giống cái cây lan đuôi cáo các bạn ạ. Đối với cái cây lan hội đồng này thì cũng có nhiều người nhầm lẫn rồi nha các bạn. Không có kinh nghiệm về lan mà các bạn muốn sưu tầm ấy, đôi khi là gặp những người họ không thật thà, những người đi rừng họ không thật thà. Đó là trường hợp là mình đã từng biết rồi. Có một anh cũng theo dõi kênh của mình là đã từng mua cái lan đuôi cáo ấy, được người ta giới thiệu là lan cáo khủng các bạn ạ. Nhưng mà thực ra là lan hội đồng, mua mất mấy triệu tiền đấy các bạn. Mấy cây lan hội đồng mà mấy triệu bạc. Đây là cái cây lan hội đồng này. Mình chỉ cho các bạn xem, đối với cây lan hội đồng, lá của nó dài hơn đuôi cáo rất nhiều, nó thẳng đuột này các bạn này. Và cây nó rất là to nhé, cây nó rất là to này. Cái ngồng hoa của nó thì ngắn cũn luôn. Cây này thì hình như là không có ngồng hoa. Cái ngồng hoa của nó chỉ ngắn cũn, cây lan hội đồng này nó chỉ khoảng 20cm, mười mấy 20cm. Còn đối với cây lan đuôi cáo thì ngồng hoa nó có thể rất là dài. Nếu mà một cây lan đuôi cáo mà đã gọi là cáo khủng thì ngồng hoa của nó ít nhất nó cũng phải trên 50cm các bạn nhé. Ít nhất nó phải trên 50cm. Và nó sẽ có rất là nhiều những cái ngồng hoa khô, mọi người không thể nhầm lẫn được. Còn cái cây lan hội đồng này thì ngồng hoa nó chỉ rất là ngắn, mười mấy đến 20cm thôi. Còn lan đuôi cáo thì nó phải trên 50cm nếu mà nó gọi là một cây lan cáo khủng. Thì mọi người mua hàng không nên nhầm, không được nhầm lẫn. Mọi người phải biết được, phải nắm được những cái cơ bản nhất, đó là cái ngồng hoa. Ở đây là cái bụi lan kiếm tuyệt vời của ngày hôm nay mình giới thiệu đến các bạn. Những người đam mê sưu tầm có thể liên hệ vào cái số Zalo của mình nhé. Số Zalo của mình là 0838583886. À, nhắn tin trên Zalo, mình sẽ không thể trả lời Zalo của các bạn ngay lập tức, tại vì là trong ngày thì mình đi rừng cả ngày, mình sẽ nhắn tin vào buổi tối hoặc là những lúc nào rảnh rỗi.
Đấy là cái sự chậm trễ là rất là mong rồi. Các cô chú anh chị và các bạn là thông cảm cho mình nhá. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn cái nút đăng ký kênh để ủng hộ và cập nhật những cái video, những hành trình đi tầm lan của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video và những cái hành trình đi tầm lan sau nhé.